để thế này, để bổ sung cho câu chuyện á, thì Thu Quang xin mời mọi người xem cái đoạn clip này, rồi để mọi người có thêm những cái góc nhìn nữa nha. Cái này chỉ là bổ sung thôi nha, bổ sung đoạn clip thôi, là đây là một cái quan điểm của một vị ở nước ngoài, mà như là cái cũng có vai vế, cũng có vai vế, họ sẽ chia sẻ như thế nào để mọi người cùng nghe nha. Chờ một xíu hả Nam. Rồi sao đứng rồi? Trời. Quá. Việt Nam ở châu Á không, ai đã được nghe về Việt Nam sẽ thấy họ thật đáng sợ. Sau khi nghe câu trả lời, người dẫn chương trình không khỏi tò mò và hỏi thêm một câu. Cho tôi hỏi tại sao là người Việt Nam mà không phải ở một quốc gia nào đó ở châu Âu? Mọi người nghe lại từ đầu nha, cho nó dễ hình dung câu chuyện nha. Nghĩ về những kỷ niệm quá khứ. Sau khi chiến, ông làm chấn động thế giới. Ông được coi là cha đẻ của nền quản trị kinh doanh hiện đại, là tác giả nhiều cuốn sách quản lý nổi tiếng, trong đó có cuốn Những thách thức của quản lý trong thế kỷ 21. Những đóng góp của ông được đánh giá rất cao. Tạp chí The Times thời báo tài chính đã bình chọn ông là một trong bốn nhà quản lý bậc thầy của mọi thời đại. Thì người dẫn chương trình hỏi giáo sư Peter Drucker một câu hỏi như sau. Mọi người trên thế giới đang chú ý đến cuốn sách của bạn. Bạn nghĩ dân tộc nào sẽ lãnh đạo thế giới tiếp theo? Câu hỏi đó cũng khiến không ít khán giả phải vắt óc suy nghĩ. Đa số mọi người có suy nghĩ rằng Mỹ hoặc Nga, nhưng câu trả lời của ông đã khiến cả thế giới phải há hốc mồm bất ngờ. Ông nói, bạn có biết dân tộc Việt Nam ở châu Á không? Ai đã từng nghe về Việt Nam sẽ thấy họ thật đáng sợ. Sau khi nghe câu trả lời, người dẫn chương trình không khỏi tò mò và hỏi thêm một câu. Cho tôi hỏi tại sao là người Việt Nam mà không phải ở một quốc gia nào đó ở châu Âu? Giáo sư Tổng khi nghe đã trầm ngâm một lúc, nghĩ về những kỷ niệm quá khứ. Sau khi chiến tranh đầu tiên kết thúc, Việt Nam là một mớ hỗn độn, nhưng chỉ đến năm 2000 đã thành một nước xã hội công nghiệp hoàn toàn. Có rất nhiều quốc gia đã đạt được sự phát triển trong lịch sử, ngoại trừ Việt Nam, ví dụ như Mỹ và Anh. Họ đã phát triển hơn Việt Nam rất nhiều ở thời điểm đó và đạt được tiến bộ vượt bậc. Giáo sư Peter Drucker đã lắc đầu trước lời nói đó và nói, Việt Nam đã làm những điều đó chỉ trong 40 năm, còn Mỹ và Đức thì mất 100 năm để thực hiện. Nước Anh cần 250 năm để đạt được. Đây là một điều hiếm thấy trong lịch sử, lý do họ có thể phát triển nhanh như vậy, vì họ là một dân tộc kỳ lạ, họ thật xuất sắc. Ông còn nói thêm, Việt Nam chính là quốc gia phát triển nhanh nhất thế giới trong thời gian ngắn. Mặc dù đã trải qua biến cố lịch sử và chiến tranh tàn khốc, điều như vậy đã khiến ngay cả giáo sư Peter Drucker, người cả đời nghiên cứu về các dân tộc cũng phải ngạc nhiên. Ok. Ok, Giang, cảm ơn Giang. Đó là một đoạn clip ngắn ha. Thì tôi quan chỉ bổ sung cho mọi người thôi. Thì trước tiên đó là cái chúng ta cũng thống nhất với nhau, đó là một cái quan điểm cá nhân của một vị giáo sư gì đó ở nước ngoài. Họ chia sẻ về bởi vì ông ta như là cũng phát hành một cuốn sách gì đó, và cũng có nhiều người hỏi ông ta về cái câu chuyện là về tương lai, về góc nhìn là các quốc gia nào thế nọ, thế nào và thế nọ. Thì ông ta đã chia sẻ về đất nước Việt Nam chúng ta. Và đối với một góc nhìn của ông ta, đó là một đất nước Việt Nam, đó là một dân tộc rất là kỳ lạ. Kỳ lạ. Và rõ ràng nếu mà chúng ta sâu chuỗi lại vấn đề thì ông ta nói nhận định rất là đúng. Đúng không ạ? Riêng bây giờ Thơ Quang chưa đề cập tới vấn đề lịch sử. Riêng về vấn đề gọi là phát triển thôi, chúng ta phải thừa nhận với nhau, đúng không ạ? Cái chuyện nó không thể chối cãi được, là phải công nhận rằng là Việt Nam phát triển là thần tốc, đúng không? Mọi người nghĩ xem đúng không? Thực ra ông ta cho là 40 năm, chứ còn Thơ Quang cho rằng chỉ khoảng chừng 30 hoặc 20 năm. Bởi vì thật sự mà khi bình thường hóa quan hệ là năm 1995, thì cho là bắt đầu từ sớm lắm đi,
nhúng tay vào làm thì bắt đầu nó sớm lắm năm 2000, thì bây giờ mới có năm 2022 là 22 năm. Thì đó, đó là theo qua bổ sung góc nhìn cho mọi người. Thì đi mọi người nhìn như thế nào thì tùy mọi người nha. Chứ thơ quan mặc dù mang tiếng là cầu truyền hình cho nó xoan ha, cho nó xoan còn là thực tế như thế nào thì tùy mọi người. Ok, thì còn lại của mình bạn Tân Nguyễn đúng không ạ? Xin mời bạn, bạn có muốn chia sẻ gì không ạ? Mình thì mình chỉ chia sẻ đôi dòng theo sự suy nghĩ của mình là như vậy này. Kể từ nói chung là hơn 4.000 năm lịch sử thì nhà nước Văn Lang là nhà nước cho vua Hùng dựng lên, là nhà nước đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Từ ngày đó đến bây giờ là 2022, trong quá trình mà dựng nước sau đó là mở mang bờ cõi thì Việt Nam có hai lần chia cắt. Lần thứ nhất là vào thế kỷ 16, tức là đằng ngoài tức là vua Lê Chú Trịnh, còn đằng trong là chúa Nguyễn. Tức là chúa Nguyễn là gì? Di cư từ ngoài Bắc vào và mang bờ cõi về phía Nam, thì cũng là muốn gọi là lập một cái nhà nước riêng, tóm lại là quyền lực về phía Nam. Thì cái sự chia cắt này thì cũng có sự tham gia của mà gọi là ngoại bang, lúc đó là Bồ Đào Nha và Hà Lan. Sự chia cắt này hơn 100 năm, thì sau đó thì triều đại Tây Sơn, tức là vua Quang Trung Nguyễn Huệ dẹp cả hai phía và thống nhất về một lãnh thổ. Nhưng mà sau đó thì tàn dư của nhà Nguyễn thì lập gọi là lật đổ triều đại Tây Sơn, lập lên triều đại nhà Nguyễn, tức là triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam. Thì đến năm 1954 thì Việt Nam lại chia cắt lần thứ hai, lần này cũng do ngoại bang. Đó là gì? Một là phe về Mỹ gọi là phe tư bản, còn một phe bên kia là phe xã hội chủ nghĩa, đó là Liên Xô và Trung Quốc. Thì mình chỉ nghĩ này, cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa cũng là do người Mỹ dựng lên thôi, mà họ tồn tại có 21 năm thì chứng tỏ là có vấn đề. Một là cái nội bộ gọi là tướng lĩnh tổng thống không đoàn kết, hai là họ không có một cái chủ nghĩa gọi là mình gọi là chính nghĩa. Thì đương nhiên là họ sẽ mới hai là cái viện trợ bị phụ thuộc quá nhiều viện trợ vào của Mỹ. Họ mình cứ gọi là giả sai cái tiền đó để ăn chơi phá, mình gọi là tham nhũng, ăn chơi tiêu xài phung phí. Cái biểu hiện mình thấy là tại sao có một số người họ khoe rằng là cái sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa hay là tướng lĩnh gì đó, một người đi làm mà nuôi cả nhà, tức là 8-9 người không phải làm gì. Thì mình đặt một dấu hỏi là tại sao một cái thể chế mà chỉ có một người phục vụ trong quân đội, tại sao lại nuôi được cả nhà? Vậy là tiền đấy ở đâu ra? Không đi làm mà lại có tiền ăn, chứng tỏ tiền đấy phải lấy là gì? Tiền của ngân sách của quốc gia đó, mà tiền quốc gia đó là đi vay mượn. Hai nữa là họ cố tình chia cắt, mình gọi là chia đôi đất nước. Thì người cộng sản mình gọi là ngoài ông Hồ Chí Minh là cộng sản ngoài Bắc Việt này, họ làm được cái bổn phận là gì? Thống nhất đất nước, tức là gì? Thu về Giang Sơn về một mối. Nó cũng giống như là vua Quang Trung Nguyễn Huệ và những cái thế kỷ thứ 18, 17 gì đó. Cho nên là theo tôi, quốc gia Việt Nam, đất nước Việt Nam là một từ thuở ban đầu. Sau những năm tháng, ngàn năm, mấy ngàn năm nó mở mang bờ cõi ra. Thì có cái những nhóm người hoặc là mấy cái gọi là nhóm người, ví dụ như là ông Diệm hay là Thiệu Kỳ sau này, họ không muốn thống nhất đất nước. Đương nhiên là sẽ đi ngược lại cái điều mà chủ nghĩa có là người ngoài cộng sản. Người cộng sản họ muốn là gì? Phải thống nhất đất nước về một mối, tức là phải trở về đúng cái Giang Sơn cũ của tổ tiên ông cha để lại. Cho nên đối với mình, mà những cái kẻ mà có nhóm nào hay cái người nào đó mà bị ảnh hưởng bởi cái thế lực ngoại bang mà cố tình chia cắt đất nước Việt Nam này thì đương nhiên là không có chính nghĩa. Cho nên theo tôi, những cái thể chế như Việt Nam Cộng Hòa có thể gọi là thể chế ngụy, đơn giản là như vậy. Và sau năm 1975, người cộng sản đã làm được cái việc là gì? Thống nhất đất nước để Giang Sơn thu về một mối. Đến năm 1976 thì đổi tên thành nước Việt Nam, để đổi thành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì sau những năm tháng đó thì tuy có khó khăn, tức là bị những cái thế lực mà mình gọi là Mỹ đi thua trận, thành ra họ cay cú nên họ cấm vận, đó là cái chuyện rất bình thường, không sao. Nhưng mà sau đó họ cũng nhận ra là gì? Cái điều đó không làm, không thể là ngăn cản được một cái đất nước, họ vẫn có những cái đối tác, vẫn có những người bạn, vẫn có những cái đồng minh quốc tế.
cho nên là bắt buộc họ phải xóa lệnh cấm vận theo cái thời cuộc. Cho nên là sau cái năm 1995, 97 đến năm 2000 thì Việt Nam bắt đầu dần dần phát triển. Tuy nhiên sẽ phát triển nó phải có cái sự mình gọi là từ từ, bởi vì sao? Vì Việt Nam chiến tranh nó bị quá kéo dài, hết thực dân Pháp, phát xít Nhật đến đế quốc Mỹ dài lâu như vậy, cho nên là cái điểm xuất phát nó có khó khăn so với các quốc gia xung quanh. Cho nên là tôi thấy là cái điều đó là điều hiển nhiên, không có gì phải lạ cả. Thì bây giờ tôi chỉ là một người công dân đang sống trong cái vòm trời này, thì đầu tiên là tôi tuân thủ theo hiến pháp và pháp luật. Nói xây dựng và bảo vệ tổ quốc thì nghe nó hơi ghê, nó hơi lớn, tao to bú lớn quá. Nhưng mà mình là người công nhân thì công dân thì tối thiểu mình cứ sống tuân theo phủ theo hiến pháp và pháp luật, có dân chủ, có tự do, mình có tài giỏi, mình có đầu óc, có trí tuệ thì mình có quyền cạnh tranh, tự do cạnh tranh, có thể làm giàu hoặc không được làm giàu tùy theo IQ của mỗi người. Không vì thế mà mình thấy những cái hiện tượng tiêu cực của cái đất nước này mà mình đã đi đổ cho cả một hệ thống, đổ chặt cho chặt cả một thể chế. Đó là những cái điều hết sức bậy bạ. Có một khách mời vừa lên, thì cũng muốn khách mời chia sẻ thêm cái ý của mình, hoặc là giữa khách mời có muốn trao đổi gì đó với nhau thì chúng ta sẽ dành thời gian cho khách mời ạ. Được không ạ? Ok, mời bạn. Dạ ok, em chào anh Thư Quang, chào anh Tần Nguyễn, đúng không ạ? Tần Nguyễn, dạ. Ok. Bữa trước em có like, thì anh có vào comment rồi. Thì có thể là anh em biết nhau và từ nãy đến giờ thì em cũng có nghe anh chia sẻ. Thì ít nhiều gì đó, thì trong quan điểm của anh thì em đã hiểu được cái vấn đề của anh đã vướng vào như thế nào ấy, và bây giờ anh sẽ làm sao, thì cái này thì cơ bản thì em đã nắm được. Thì trước khi mà có một vài cái vấn đề anh em mình gọi là bạn trao đổi với bạn, nhau bạn đó. Bạn có thể để cái mic nó xa một chút không, để cho nó đỡ sẹt sẹt. À, dạ ok anh. Thì trước khi anh em mình trao đổi thì em có mấy cái ý kiến như này. Thứ nhất là qua nghe vừa rồi anh có chia sẻ đó, thì chúng ta ở đây mà nói thì nếu mà nói đất nước bị chia cắt hai lần thì theo em thì nó cũng không hoàn toàn là đúng lắm. Bởi vì chúng ta cũng biết là cái giai đoạn nhà Lê đấy, đúng không ạ? Sau bị nhà Mạc, gọi là Mạc Đăng Dung đấy, chiếm ngôi. Thì ở đây chúng ta có nói đến là Chúa Trịnh, đó là người đầu tiên mà khai mở cái sự nghiệp cho Chúa Trịnh, dòng họ Trịnh đó là Trịnh Kiểm. Thì ở Vĩnh Lộc Thanh Hóa đấy, thì chúng ta biết rất là rõ đó là Trịnh Kiểm là đầu tiên đó là phải là nhắc đến cái nhân vật đó là ông Nguyễn Kim đấy. Thì ông này là ông ấy dựng lại cái nhà Lê và ông ấy chống nhà Mạc để dựng lại nhà Lê. Thì lúc đó Trịnh Kiểm nghe tin như vậy thì có đến cái nhà ông Nguyễn Kim này để xin gia nhập. Thì cũng nhờ tài năng, sau đó là ông Nguyễn Kim ông tin cậy và gả con gái là Nguyễn Thị Bảo Ngọc ấy cho Trịnh Kiểm. Thì sau này đó thì khi mà Nguyễn Kim mất thì Trịnh Kiểm lên thay cầm quyền và được phong làm thái sư nắm toàn quyền quân đội. Thì sau này đó thì khi mà ông lên đó, thì cái việc đầu tiên ông muốn đó là ông ấy muốn là để củng cố quyền lực của Trịnh Kiểm ấy, ông muốn củng cố quyền lực thì ông phải đối phó với cái những người con của Nguyễn Kim ấy. Thì chúng ta biết cái thời kỳ phong kiến rồi, đúng không ạ? Quyền lực thì rất là khủng khiếp, thế nên là nó có nhiều cái vấn đề mà có thể là cha con hoặc dòng họ mà tranh giành quyền lợi với nhau nói chuyện bình thường. Thì khi mà ông này ông lên thay đó thì ông muốn là củng cố quyền lực, thế nên là ông đã cho những cái người tay thuộc quyền của mình đó, là đầu tiên là giết cái người con cả của ông Nguyễn Kim, đó là Nguyễn Uông, có nghĩa là anh vợ của mình đấy. Thế thì lúc này cái người con thứ là ông Nguyễn Hoàng này này, thì ông mới sợ hãi là ông ấy xin đi chấn giữ cái vùng Thuận Hóa Quảng Nam ở phía trong Nam đấy. Thì sau này thì nó mới sinh ra, qua quá trình đó thì nó mới Chúa Nguyễn mới mang gươm đi mở cõi, thì nó mới sinh ra là vua Lê Chúa Trịnh, có nghĩa là nó phân ra là Trịnh Nguyễn phân tranh đấy trong cái giai đoạn này. Có nghĩa là nhà thì nhà Lê nhưng mà thực quyền lại nằm trong tay họ Trịnh, và nó mới sinh ra là Trịnh Nguyễn phân tranh. Thì thực tế lúc đó quốc gia chúng ta vẫn là một, vẫn dưới quyền của một vua, đúng không ạ? Dưới quyền của một vua, chẳng qua là có các cái bộ phận quan lại người ta chia ra để người ta
nắm giữ cái quyền lực của quốc gia thôi. Đấy, đấy. Đấy thì sau này thì đời nhà Nguyễn, từ đời Nguyễn Hoàng, chúa Nguyễn mang gươm đi mở cõi. Thì đến sau này, đúng không ạ? Sau này thì đến cái thời mà càng về sau thì nó càng lụi bại. Lụi bại thì mới có nhà Tây Sơn, như anh chia sẻ, đúng không ạ? Và cuối cùng nữa là lúc đó mới có cái nhân vật gọi là Ba Đá Lộc, Đá Lộc, Đa Lộc gì đấy, đúng không? Thì lúc đó mới xuất hiện ra là vua Gia Long đấy, gọi là Nguyễn Ánh đấy, là cầu viện khắp nơi rồi là cắt đất của nước ta để mà đổi lại cái vấn đề là binh lực để mà giành lại cái quyền lực đấy. Thế nên là sau này nữa thì cái đời cuối cùng của cái nhà Nguyễn này này thì nó kéo dài đến là Bảo Đại, Nguyễn Phúc Ánh thì đấy, Nguyễn Phúc gì đấy, Nguyễn Thụy, Vĩnh Thụy đấy, đấy. Đấy cũng chỉ là vua ăn chơi đấy, có nghĩa là vua ăn chơi các kiểu đấy. Thì bắt đầu là cũng với sinh ra các kiểu thì mới đến cái từ Ngụy mà các anh đã phân tích đấy. Đấy là em chia sẻ thêm là như vậy, chứ còn lúc này cái Hà Lan với Bồ Đào Nha là phải đến sau này cơ anh ạ. Cùng với thực dân Pháp các thứ cơ, chứ cái giai đoạn này thì chưa. Đấy để báo cáo anh như thế. Đấy thì còn cái góc độ thứ nhất, đấy, góc độ thứ hai nữa thì cũng qua nghe anh chia sẻ. Cái góc độ bây giờ nó thuộc về lịch sử, đúng không ạ? Và anh cũng đã thông qua gia đình anh, nó cụ thể là bác nhà anh, đúng không ạ? Cũng đã phân tích cho anh bà hiểu ngoại, cái bà ngoại anh. Vâng, bà ngoại anh là nhân vật, sau đó là anh có nghe bố anh nói, đúng không? Là cái vấn đề là cái giai đoạn lịch sử đó, đúng không ạ? Thì những cái việc làm đó thì là có phù hợp hay không phù hợp. Thế nhưng mà ở đây có một cái nói gì nói anh em chúng ta chia sẻ nó cũng rất là quan trọng ở góc độ câu nói. Bởi vì khi mà chúng ta mà nói mà nó mang tính chất nó chưa thực sự chuẩn xác thôi, có nghĩa là nó chưa sát với nghĩa, thì nhiều người người ta sẽ hiểu lầm và người ta sẽ đi theo một hướng khác, thì nó rất là mệt mỏi khi mà chúng ta, dĩ nhiên là chúng ta không có trách nhiệm và nghĩa vụ phải giải thích cho bất kỳ ai. Thế nhưng mà cũng tránh để tình trạng anh tham gia các cái diễn đàn trước đây như Tân Thái, Benny Trương thì anh quá hiểu rồi, đúng không ạ? Thì chỉ cần chúng ta nói một cái câu từ nó chưa sát nghĩa thì nó sẽ căn cứ vào đó, nó phân tích theo một chiều hướng ngược lại. Và thậm chí bây giờ anh theo dõi anh vẫn biết thôi, nhiều nhân vật bây giờ nó vẫn thường xuyên nó lên, nó lợi dụng vào các cái bài báo của nhà nước đăng lên, sau đó nó đi vào nó phân tích, đúng không ạ? Nó phân tích, nó đánh giá theo một cái chiều hướng mà hướng cái dư luận, hướng con người ta đến một cái đích mà nó mong muốn, đó là gì? Đó là hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, và nó bôi nhọ vào cái thể chế chính trị cũng như là lãnh đạo nhà nước chúng ta. Thì cái này anh đã từng vướng vào thì anh quá hiểu rồi, đúng không ạ? Đúng. Thế nên ở đây mà nói chính xác thì chia sẻ luôn với anh nhé. Bởi vì sao lại như thế? Bởi vì bản thân bà nội em, quê em là ở trước đây là Hà Sơn Bình, giống như anh ngày xưa, anh là Vĩnh Phúc, bây giờ là Vĩnh Phúc, ngày xưa là Vĩnh Phú, đúng không ạ? Thì tách ra là Vĩnh Phúc và Phú Thọ đấy, còn em là Hà Sơn Bình, thì sau này tách ra thành Hà Tây đấy. Thì bà nội em, vâng, bà nội em, nhà gia đình em là ngay chùa Hương đấy, thì cũng như anh, cũng như gia đình anh, cũng như bà ngoại anh thôi. Thế nhưng mà ở đây có một cái nó rất là đặc biệt là như thế này. Có nghĩa là cái giai đoạn lịch sử đó, thực tế mà nói là chúng ta chủ yếu là chúng ta nghe lại, đúng không ạ? Nghe kể lại, nghe lại. Đúng. Đúng rồi. Thế thì bây giờ như thế này, đấy, thì chúng ta nghe kể lại. Thế thì kể lại nó theo rất nhiều chiều hướng. Và đặc biệt là anh biết rồi, những thành phần bên kia có bao giờ nó đã không thích chế độ Cộng sản, đúng không ạ? Thì có bao giờ nó nói được một câu đàng hoàng tử tế đâu. Kể cả người dân bình thường, không liên quan gì đến chế độ, không liên quan gì đến nhà nước, người ta chỉ kinh doanh làm ăn, người ta xuất khẩu được con tôm sang bên Mỹ thôi, thì nó cũng đổ cho con tôm đó là Cộng sản. Anh hiểu không? Thế nên cái này ở đây chúng ta khẳng định một điều này, ngay kể cả như em cũng như anh cũng chỉ được nghe kể lại thôi, thì em cũng cảm nhận như anh như thế này. Cái giai đoạn đó không phải là khi mà cải cách ruộng đất, không phải là ai cũng như vậy, mà ở đây chúng ta phải khẳng định một điều này này, ví dụ như gia đình em chẳng hạn, đấy, như ông nội em, bà nội em, mặc dù là cũng gia đình như anh, cũng bảo là được nghe lại là gia đình địa chủ, thế nhưng mà lại ngược lại là gì, cũng tham gia kháng chiến chống Pháp, đúng không ạ? Thì cái chuyện mà khi mà ở đây chúng ta phải nói rõ là cái giai đoạn phong kiến thì quyền lực là quyền lực tập trung, tập quyền trung ương rơi vào tay nhà vua, đúng không ạ? Vua bảo người nào chết người đó phải chết,
Và cái nó chi nó phân tầng xã hội xuống dưới, đến dưới là nó sẽ có các cái giai đoạn như như là ngày xưa chúng ta hay xem như là cái tác phẩm của chị Dậu chẳng hạn, đúng không ạ? Nó có những cái nhân vật như Bá Kiến hoặc là cái đó là phản ánh một thời kỳ xã hội. Đó là gì? Đó là những người đó, người ta nắm trong tay toàn bộ các cái ruộng đất này, đúng không ạ? Rồi là tài sản này, có nghĩa là người ta gom về tay người ta hết, và người ta chiếm bằng mọi cách nhá. Chúng ta phải khẳng định người ta chiếm bằng mọi cách, chứ ngoài đó mà bảo mua là nó khó lắm anh. Mà ngày đó người nào mà người ta quản lý cái khu vực đó gần như là người ta được phong ấp, phong xã này kia quản lý, là gần như đất đai là do người ta quản lý. Và người dân thường là gì? Chỉ được là gì? Là phải chấp nhận cái phận tôi tớ làm thuê thôi. Đúng chứ mà, không có cái chuyện mà là người ta mua đất hay bán đất gì cả. Và sau này đó, và về cuối cái giai đoạn mà nhà Nguyễn ấy, thì có một số địa chủ này người ta bán ở địa chủ nọ thì có, hoặc là người ta làm ăn này kia thua lỗ, hay cũng có một số người người ta có bán có, nhưng mà người ta bị ép phải gì, phải bán cái đất đó. Thì chúng ta hiểu cái điều đó, cho nên là khi mà Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập mùng 2 tháng 9 thì chúng ta thấy rất rõ rồi. Kể từ ngày đó, đúng không ạ? Đất nước chúng ta mới hoàn toàn là gì? Là độc lập. Người dân Việt Nam mới hoàn toàn trở thành người làm chủ đất nước, đúng không ạ? Thì với cái phương châm là gì? Trả lại đất về tay dân cày, đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì trước đây là người ta hoàn toàn là nô lệ, là mất đất, không có công cụ sản xuất, đúng không ạ? Người ta chỉ làm tôi làm tớ, thì bây giờ đất đai được trả về cho người dân. Thì theo anh nghĩ thì cái điều đó nó có hợp lý hay không? Cái việc trả lại đất cho người dân theo anh nghĩ có hợp lý hay không? Có chứ, hợp lý chứ. Mà nó được đại đa số chứ, đúng không? Dạ vâng, đấy. Đó là đang tập trung vào chỉ có địa chủ, nhóm quyền lợi của vua chúa, tập đoàn phong kiến. Bây giờ nó gọi là trả về cho những người dân, mà người dân là đại đa số, chiếm đại đa số. Chúng ta phải thừa nhận thẳng thắn với nhau. Nói về lịch sử ngày xưa, ví dụ có thể là học hoặc xem phim xem ảnh gì đó, không có một cái chế độ nào mà ác với dân mà nó tồn tại được, đúng không? Bởi vì sao? Đẩy thuyền cũng là dân, mà lật thuyền cũng là dân. Cho nên nếu mà cái chế độ nào mà họ không thương dân, họ không chăm lo cho dân, thì trước sau gì giờ này thì thật ra là nó cũng có cái mặt có lợi có ích của nó, đúng không mọi người? Quan trọng là chúng ta sử dụng như thế nào thôi, chúng ta sử dụng như thế nào, sử dụng ra sao để phục vụ cho cái lợi ích riêng của mình vậy thôi. Rồi ok, vậy ha mọi người ha. Thưa Quang xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người ngủ ngon và xin hẹn gặp lại mọi người vào cái buổi live lần sau ạ. Xin chào tạm biệt, bye bye.